Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng, Giám đốc Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ tiến hành cấy chỉ cho bệnh nhân Nguyễn Huy Mão mắc hội chứng thoát vị địa đệm cột sống thắt lưng. Thoát vị địa đệm cột sống là bệnh xương khớp nguy hiểm và phổ biến. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như teo cơ, thậm chí tàn phế nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Thoát vị địa đệm thường xảy ra nhất là đoạn cột sống thắt lưng. Trong nhiều trường hợp, giai đoạn đầu của bệnh triệu chứng khá nghèo nàn, đến khi nhân nhời chèn ép vào thần kinh và các cơ quan lân cận. Bệnh có thể biểu hiện ở một số triệu chứng đau, mỏi âm ỉ ở vùng thắt lưng, đau tăng khi cúi gập người, ngồi nhiều, lao động nặng, ho và đi lại nhiều. Theo thời gian, cơn đau có xu hướng lan tỏa xuống hông và chi dưới kèm theo cảm giác tê, giảm cảm giác, nóng lạnh bất thường, kiến bò hoặc châm chích ở đùi, cẳng chân, mu bàn chân và ngón chân. Thoát vị địa đệm có thể tăng dần theo thời gian, gây chèn ép dây thần kinh và dẫn đến các biến chứng như yếu liệt chi dưới, teo cơ, mất kiểm soát tiểu tiện, đại tiện. Thưa quý vị, thoát vị địa đệm cột sống lưng thường gây đau đớn vùng thắt lưng hoặc dọc theo phần thân đến đùi, cẳng chân và gây ảnh hưởng tới dây thần kinh tọa. Người bệnh có xu hướng đi cà nhắc, nghiêng người để hạn chế cảm giác đau nhức, lâu dần hình thành thói quen gù lưng, khập khiễng hoặc lệch người vẹo cột sống. Khi khối thoát vị chèn ép một phần hoặc toàn bộ dây thần kinh tọa thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng đau nhức, hạn chế vận động và rối loạn cảm giác. Tính chất đau điển hình là đau lưng lan dọc xuống giữa mông, đùi, bắp chân, xuống gót chân và ngón chân. Đau nhiều khi đứng hoặc ho, hắt hơi cũng đau. Có bệnh nhân đau nhiều cấp tính không đi được, cũng có thể đau nhẹ, âm ỉ, đau nhói, đau một bên hoặc hai bên. Ngoài ra có một số trường hợp bệnh nhân chỉ đau nhức lan xuống hông đùi mà không lan xuống chân. Thông thường bệnh nhân sẽ dùng các loại thuốc giảm đau để ngăn chặn các cơn đau nhức tạm thời. Tuy nhiên, theo thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng, việc lạm dụng quá nhiều thuốc giảm đau sẽ dẫn tới tình trạng nhờn thuốc, ảnh hưởng tới chức năng của gan, thận, dạ dày. Bác sĩ chia sẻ phương pháp cấy chỉ của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông là phương pháp chữa bệnh hiệu quả, không tác dụng phụ, không gây biến chứng. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.